mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô màu và hoàn thành chú tranh, đó chính là một cậu bé đang vừa đứng vừa đàn và hát nha mọi người, trên sân khấu. Chúng ta sẽ cùng nhau tô một bức tranh nhỏ với nhau ạ. Màu tóc thì mình sẽ tô màu xám nhé. Mình tô màu xanh lá cho phần chiếc áo này. Chiếc quần mình sẽ tô màu xanh dương. Tiếp theo chúng ta sẽ tô màu cho hình ảnh chiếc đàn này nhé. Mình sẽ tô màu cam cho chiếc đàn. Hình ảnh của chiếc micro này mình sẽ tô màu vàng hồng nhé. Phần chân bên dưới mình sẽ tô màu nâu cho cái chiếc đựng micro này. Còn một phần nữa mình sẽ cần phải tô màu, đó chính là phần đôi giày nhé. Đôi giày của bé đang đi thì mình sẽ tô màu đỏ nhé các bạn. Chết
Và cái video tô màu ngày hôm nay của mình cũng đã hoàn thành xong nha các bạn. Và cái video hướng dẫn cho mọi người cách để tô màu hình ảnh cậu bé đang vừa đứng vừa đàn và hát biểu diễn trên sân khấu thế này đã mình tô màu hoàn thành xong nha. Hẹn gặp lại mọi người những video tô màu tiếp theo trên kênh của mình. Các bạn theo dõi video thì hãy nhớ để lại cho mình một lượt like, một lượt share cũng như ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video tô màu nữa mình sẽ đăng tải trên kênh nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.